Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt ở Ninh Thuận. Hôm nay mình được một người em chia sẻ với mình về một lăng mộ của một vị hoàng hậu thời vua Champa. Được biết, ngôi mộ của bà nằm trên một cái đỉnh đồi rất là hoang vu hẻo lánh. Em có thể chia sẻ với quý anh chị bà con cô bác em là ai và tại sao em biết được lăng mộ của vị hoàng hậu này? Trước tiên thì xin mến chào quý cô chú anh chị thân mến ở trên kênh của Anh Tình Vlog. Thì xin giới thiệu, mình tên là Kha. Mình sinh ra và lớn lên ở vùng đất nắng và gió là vùng đất Ninh Thuận. Thì cái nơi đây là cái nơi cha sinh mẹ đẻ của mình, cho nên là có rất là nhiều nơi mình cũng am hiểu rất là rõ. Và cái vị trí mà mình đứng hôm nay để chia sẻ cái câu chuyện đến cho quý cô chú anh chị, đó là ở đây là một lăng mộ, còn gọi là một cái đền thờ, gọi là đền thờ bà đỏ. Đây là một vị hoàng hậu từ thời vua Champa. Lúc xưa thì bà ra đi ở nơi này, và sau đó thì được người ta, dân địa phương từ xưa tới giờ, lâu lắm rồi nha, đã lập nên cái đền thờ cho bà. Đến ngày hôm nay, vị đền thờ của bà rất là linh thiêng, cho nên người ta mới cúng kính thường xuyên và có tên gọi là Lăng Bà Đỏ. Mình có tìm hiểu một vài thông tin ở trên mạng, mình được biết hòn đảo này ngày xưa là một trong những nơi kháng chiến, rất là nhiều người đã ngã xuống tại đây. Dạ đúng rồi anh, đây là một cái vùng đất ngày xưa xảy ra chiến tranh rất là nhiều đó, và cái nơi đây hiện tại bây giờ còn được gọi là huyệt đạo. Một cái huyệt đạo đến bây giờ những cái hầm và những cái chốt á, gọi như là cái lô cốt của mình xây dựng lên ngày xưa để phòng chống á, phòng chống địch đã bắn ra bắn vào á đó, nói chung là khá như vậy. Bây giờ vẫn còn ở đây luôn, những cái chiến hầm chiến hào mình đi vào vẫn được luôn, mà rất là nhiều. Không để quý cô bác anh chị phải chờ đợi lâu được nữa, thì bây giờ anh em mình sẽ đi khám phá một vòng về những cái huyệt động, sau đó mình sẽ đi đến lăng mộ bà đỏ. Mình còn được biết là còn một cái lăng mộ nữa đúng không? Dạ đúng rồi, lăng mộ thì mình phải đi vòng qua bên đây này mới thấy. Bây giờ trước tiên mình sẽ cho cô chú anh chị thấy những cái hầm cái hào còn hiện tại thời điểm bây giờ này, rất là gọi như là thôi, nói chung thì mình dẫn cô chú anh chị tới xem rồi cô chú anh chị xem rồi mới hiểu như thế nào ha. Không, ý anh là còn một cái lăng mộ của một vị hoàng hậu nữa đúng không? Đúng rồi anh, đúng rồi. Nhưng mà đợi chút đi, trước tiên là mình sẽ dẫn cô chú anh chị xem những cái hầm, những cái hào á, hầm hào gọi như là cái đây là lúc nãy thì em có chia sẻ rồi đó. Đây là một cái huyệt đạo mà, thì mình phải dẫn cô chú anh chị đi xem những cái chiến tích còn lại. Rồi lát nữa mình sẽ chia sẻ cái lăng mộ sau. Đây này, anh xem. Cái này á thì theo như em được biết á là người ta đào kiểu này để người ta núp xuống đây, người ta phục thủ cái lúc mà bị địch tấn công á, thì người ta dùng cái này nè để người ta ẩn xuống, người ta trú bom trú đạn. Mỗi khi mà những cái mảnh bom rơi đạn vỡ á, nó rất là nguy hiểm khi mình núp xuống đây á đó. Và cái đường này là cái gọi là cái hào thông giao. Mình khi mà xảy ra xung đột á, mình chỉ chạy đứa này này đó, là sẽ lúc đó là bom đạn ở trên đầu sẽ không có trúng. Nếu mà chiến tranh mình cứ đi gì thì là bảo đảm là bom đạn nó sẽ ấy. Anh được biết là em đã từng đi bộ đội đúng không? Dạ đúng rồi. Em có thể diễn một vài động tác cho các bạn xem. Bây giờ thì Kha sẽ làm một vài động tác để cho cô chú anh chị hình dung nha. Thì đây, ví dụ như mình bình thường mình ngồi như thế này, mà khi mà xảy ra mình báo cáo là có địch tới là mình nhảy luôn liền. Đó, nhưng mà tay ôm súng nha. Tay ôm súng. Đó, nhảy phải nhảy tư thế đàng hoàng chứ không nhảy mình nhảy là mình lấy cái cây mình làm cái súng luôn đi. Ok. Rồi bây giờ để là đây, điển hình như thế này đi. Kha sẽ hình dung cho cô chú chị xem nhé. Đó, ví dụ đây là cây súng. Ví dụ mình ngồi gì? Ngồi gác đi. Đó, ngồi gác ôm súng gì? Đó. Thì khi mà ở ngoài kia là trinh sát ta báo vào có địch tấn công, bắt đầu đứng dậy ôm súng gì? Không, nhảy xuống. Đó, nhảy xuống gì? Ngồi gì này. Đó. Là bắt đầu mình phải phục thủ liền. Ví dụ đây là cái em chốt tấn công ra vào đây, mình phục thủ gì? Súng gì? Đó. Thì khi mà mình quan sát một hồi và được lệnh của thủ trưởng. Được lệnh của thủ trưởng nếu như có lệnh bắn thì trong đây mình phục thủ. Và lệnh và cũng chia sẻ cho cô chú anh chị lúc trước là Kha ở trong quân ngũ là Kha lên được cái chức thượng sĩ, là phó trung đội trưởng. Kha chỉ huy được 20 mấy người lính đó, cho nên được lệnh cấp trên thì mình để truyền lệnh lại cho lính đó, mình chia sẻ nè. Và khi mà nếu mà không có lệnh thì ẩn nấp là mình sẽ lui về hào đó, bắt đầu mình chạy ôm súng này, ôm súng lui về chạy này, ôm súng này đó, cặp không chạy này, chạy theo đường này, chạy thế này nha cả nhà, đó như này đó, chứ mình không có phải chạy gì là kiểu như là như mà địch bom đạn đâu á sẽ trúng đầu mình. Lúc này thì chuyện xảy ra thì cô chú chị cũng hiểu.
Đó cho nên là nãy giờ lại hình dung mà Kha nói cho cô chú chị để sơ sơ thôi. Chứ còn đi sâu vào cái chiến thuật của quân sự thì rất là phức tạp, mình không nói nhiều. Em xuất ngũ được bao nhiêu năm rồi Kha? Từ khi xuất ngũ là năm 2016. Đến nay thì năm 2022 thì đã được hơn 6 năm rồi anh. Hơn 6 năm mình mới được trình diễn những gì mình đã học. Nhưng mà bây giờ trong quân trường ngày xưa em mập lên lại, em mập lên hơn chút quá cho nên là chạy chạy chút nó mệt. Thì rất là may mắn khi hôm nay mình được bạn Kha dẫn mình đi. Vừa đi vừa chia sẻ cái quá trình kháng chiến ngày xưa nó gian nan như thế nào. Dạ. Thì đây ở đây là cái khu chiến sự ngày xưa. Đến thời điểm hiện tại, hiện tại bây giờ thì người ta không có còn sử dụng nó nữa. Nhưng mà sau cái thời chiến tranh á, thì đến khi hòa bình rồi, người ta mới dùng cái này. Người ta làm một cái điểm tập, làm cái điểm tập cho quân nhân á anh. Đó, cho nên người ta mới xây dựng những hình ảnh, những cái thứ mà điển hình cho những chiến tranh ngày xưa, điển hình như cái đây này. Cô chú anh chị xem, đây là một cái bệ đá người ta xây theo hình chiếc xe tăng. Đây, anh xem này. Ui, gai nha anh. Được dựng lại mô hình ngày xưa luôn à? Dạ đúng rồi anh, thấy nè, đó. Cái này là không có nói nha, cái này là cái viền đá ở ngoài để ta bảo vệ thôi. Ghi, đó, cả nhà để em vào em dìm. Đây, cái bệ đá người ta xây từ đây luôn nè, đây nè. Cái bánh xe tăng là nằm ở đây, mà người ta làm bằng đá hết nha. Chạy dài tới kia. Còn đây là cái ụ súng á anh. Ụ súng, cái đây là cái thân súng này nè. Đó, cái thân pháo nè. Đó, để người ta bắn ra đây. Cái viên cái vòng đá này không phải nha mọi người. Đó, cô chú anh chị đừng hiểu lầm là xe tăng ở trong vòng này thôi. Vì cái khu này là một cái gọi là một cái huyệt đạo rồi. Cho nên là người ta tưởng nhớ. Sau này người ta mới dùng cái này để người ta huấn luyện, tập luyện cho quân nhân. Đó, rất là cái địa hình này phải nói là rất là tốt. Rất là tốt cho cái địa hình căn cứ quân sự. Em có thể chia sẻ một vài nét đẹp văn hóa cái nơi mình sinh ra và lớn lên cho quý cô bác anh chị được biết. Quê hương Ninh Thuận của Kha thì nếu nói đến Ninh Thuận thì có lẽ trong nước Việt Nam chúng ta cũng nghe nói rất là nhiều. Đến tỉnh Ninh Thuận thì cái thứ nhất là mình phải đối đầu với cái nắng khắc nghiệt và những cái cơn gió mà phải nói cái gì gọi là sao ta. Nói chung là đến Ninh Thuận có nắng và gió. Thì mình sống ở đây từ nhỏ tới lớn, mình quen cái khí hậu ở đây cả nhà. Đó. Thì nếu như cô chú anh chị ở xa khác đến ở nơi khác đến á thì phải chịu cái sức nóng của Ninh Thuận này, đó và cái sức gió của nó thì phải làm quen một thời gian mới chịu được. Nhưng mà như vậy thì cái đó là một cái gọi là cái điểm yếu của Ninh Thuận mình thôi, chứ còn cái điểm mạnh của Ninh Thuận mình rất là nhiều khu du lịch. Đó và rất là nhiều đặc sản để ăn nha. Ví dụ như là tới Ninh Thuận Kha là có những món đặc sản này như mực này, tôm này, cá này. Đó và có những cái món ví dụ như là bún mắm này, đó rồi bún nem này. Rất là nhiều món ăn mà khiến cho người khách ở nơi khác đến chỉ ăn một lần thôi là luôn luôn nhớ về Ninh Thuận. À mà đặc biệt là một cái nữa Ninh Thuận Kha là cái này là ai đi tới cũng phải biết này, đó là rượu nho. Rượu nho, mật nho và táo. Đó, vì ở xứ sở Kha là trồng táo là nho rất nhiều. Đi cẩn thận nha anh, tại vì ở đây là gai góc đồ nó rất là nhiều. Không có người tới đây để dọn dẹp á. Em đã chia sẻ về đặc sản rồi, vậy còn những câu chuyện thú vị về Ninh Thuận thì em có biết nhiều không? Nói về những cái câu chuyện thì theo như em thì em biết rất là nhiều câu chuyện liên quan đến tâm linh ở vùng đất Ninh Thuận em. Đó thì điển hình như ở đây này, thì em cũng có tìm hiểu đó và em cũng có đến đây vài lần và em mới biết rõ cái khu này đó và biết được có cái lăng hoàng hậu gọi là lăng Bà Đỏ, đền thờ Bà Đỏ. Thì ngoài cái này ra nó còn rất là nhiều điểm tâm linh nữa đó, thì nói ra thì nó rất là khó hình dung, chỉ mình tới tận nơi mình thấy tận mắt thì mình mới xem mà thấy hiểu được cái nơi đó như thế nào. Đó, đại khái là Ninh Thuận em rất là nhiều nơi bí ẩn huyền bí mà cần được khám phá mới tìm ra được. Những cái nét văn hóa đẹp về Ninh Thuận thì em có biết nhiều không? Dạ, văn hóa đẹp ở Ninh Thuận thì em biết một vài cái văn hóa như là văn hóa của người Chăm nè, cũng rất là hay. Người Chăm thì vào hàng năm á có một cái ngày lễ Tết gọi là Tết KT.
đó là Tết KT của người Chăm, là kiểu như là không phải như là của người Kinh mình, họ tổ chức rất là đặc biệt đó. Thì khi mà tới Tết là cái ngày lễ hội của họ, họ tập trung lại một chỗ, tập trung lại một chỗ đó, và họ mặc những cái bộ đồng phục của bên đồng bào người Chăm á, và họ có những cái tổ chức như là ăn uống này rồi nhảy múa này, rất là đẹp luôn. Thì nói là mình Kha nói thì cô chú anh chị không hình dung được, nếu như mà tận mắt chứng kiến á thì mới thấy cái nét đẹp của người Chăm, và còn ở nhiều văn hóa phong tục khác nhau nữa, nhưng mình nói nhiều ra thì có thể là kể không hết được đó. Với lại có nhiều cái mình còn hạn chế á, cho nên là cái gì biết thì Kha nói cho cả nhà cùng nghe. Anh cũng đến đây được một vài lần rồi, trước đó thì anh cũng đã từng ghi hình những cái nét văn hóa rất là đẹp về vùng đất Ninh Thuận. Dạ. Anh được biết có rất là nhiều người đồng bào ở trên cái vùng đất Ninh Thuận, như là người Gia Rai nè, rồi người Cờ Ho. Đúng rồi, ở Ninh Thuận thì theo như em được biết thì ở Ninh Thuận có hai đồng bào mà rất là nhiều, chiếm đa số, đó là đồng bào người Chăm và đồng bào Rắc Lai. Còn thỉnh thoảng thì mình cũng thấy một vài người đồng bào Cờ Ho nè đó, và thỉnh thoảng cũng có một vài người đồng bào ở ngoài miền Bắc á, người ta vào đây đó. Thì đa số ở Ninh Thuận là chỉ có người Chăm và người Rắc Lai là nhiều, nhưng tất cả đều sống chung một cái mái nhà. Dạ, rất rồi. Là hòa đồng và đúng rất là yêu thương nhau, luôn hỗ trợ nhau hết mình. Dạ đúng rồi. Anh thấy ở đây có một cái giống như là một cái la cốt đúng không em? Đúng rồi, cái này là cái lô cốt. Đây, cái nơi đây là mình khi mà mình ở trong đó là mình phục thủ ra, là cái họng này là cái họng súng này đó, mình đưa súng ra, mình ở trong đó mình nhìn ra địch nó bắn vào rất là khó trúng, mình ở trong mình bắn ra thì rất là dễ, gọi như là auto 95% đến 100%. Đây nè anh, anh nhìn ở đây thấy biển này gọi là biển Đông này. Biển này là từ đây chạy dài xuống dưới kia là đi khoảng 15 km nữa là tới một cái khu du lịch rất là lớn ở Ninh Thuận, đó là khu du lịch Vĩnh Hy. Đó. Thì ở đây chạy dài xuống kia là ngư dân á, thường là người ta đi biển vào ban đêm á, tới rạng sáng người ta vào những cái cảng á, người ta nhập cá rồi vào cho người dân ta nhập vào ta chở lên trên cạnh trên vùng ở trên kia á, cạnh vùng núi cũng có nữa. Nói chung ta di chuyển ra tất cả các vùng ở trong Ninh Thuận để người ta bán. Anh được biết biển Ninh Thuận là một trong những cái vùng biển đẹp nhất ở Việt Nam. Dạ. Bởi vì nước biển lúc nào cũng xanh biếc. Dạ đúng rồi. Bây giờ anh em mình có thể đi một vòng cung biển cho quý cô bác anh chị xem cái đây, khuôn viên biển Ninh Thuận nó đẹp như thế nào. Đây, đi ra cái đường này anh này. Nhưng mà ở đây á thì rất là nguy hiểm nha cô chú anh chị. Đây anh nhìn thấy kìa, ở dưới kia anh nhìn thấy rất là đẹp đúng không? Đó, cái chỗ đó nước biển nó đánh lên vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình bước tới cái chỗ đó, mình đứng gần á, có thể nó trượt chân một cái là mình rơi xuống đó luôn. Vì cái chỗ đó mình mà khi mà mình đã rơi xuống rồi á, là mình sẽ không bao giờ mình lên được. Là tại vì á, là sóng biển nó luôn luôn đánh vào, mà nó đánh vào thì nó sẽ kéo ra. Và cái chỗ đó cái gờ á, mình rớt xuống cái là không báo lên được. Rất nguy hiểm. Em có biết diện tích hòn đảo này rộng bao nhiêu mét vuông không? Thì cái diện tích ở cái nơi này là hiện tại rất ít người biết cái chỉ số của nó. Nếu như mà muốn biết cho rõ á, thì mình lên trên Google á, mình gõ là diện tích hòn đỏ Ninh Thuận, là nó sẽ hiện lên cái diện tích bao nhiêu để mình đọc nó, mình sẽ hiểu được cái chỉ số rất là rõ hơn. Chứ nói hiện tại mình nói không chính xác được. Dạ. À anh có nhìn thấy cây thanh long nè? Không phải anh, cây này không phải cây thanh long. À anh nhầm. Dạ. Cây xương rồng, hôm trước mình được một người bạn, một người em đến từ Ninh Thuận, em có chia sẻ với mình cây xương rồng có trái ăn rất ngon, nó ngọt như thanh long. Không biết Kha có ngại khi mình auto cho quý cô bác anh chị xem được không? Cái trái này thì chia sẻ thật luôn với anh là em có ăn mấy lần rồi, nhưng mà cứ mỗi lần nào ăn là em đều bị gai đâm vào lưỡi, vì mình làm không sạch. Đây này, để Kha bứt một cái cho cô chú anh chị xem nha. Mình muốn hái trái này mình phải cẩn thận nha anh nha. Đây nè, gai nè. Đó, thấy không, hái một cái là gai nó bắn ra anh. Đó, trên đây nè, cái gai này nó không phải là cái như cái gai này, nó gai này nó bự, nó đâm vào mình sẽ lửa rất là dễ. Nhưng có gai này nè anh nè, gai non nha, nó đâm một cái anh không thấy đường nha, mà nó ngứa hoài luôn, nó ngứa hoài, mà anh ăn vào trong miệng á, anh ăn trúng cái này á, nó rất là ngứa, nó ngứa cái lưỡi, nó ngứa ngày, nó ngứa đêm luôn. Em ăn một trái vô mà nó đâm em ngứa 3 ngày. Ừ, nhưng mà phải biết làm cho sạch. Bây giờ để em sẽ lột ra em ăn thử một miếng cho cô chú chị xem nha. Điển hình luôn nha, chứ không ăn nhiều nha. Đây. Hôm trước thì bạn Gà có chia sẻ cho quý cô bác anh chị xem lúc bạn Gà ăn cái trái xương rồng.
Đó. Tuy nhiên hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ vì có nhiều cô bác anh chị cũng mới truy cập kênh đó, để cho quý cô bác anh chị được biết là trái xương rồng này ăn rất là ngon. Và cũng có một vài cô chú anh chị sống ở bên kiều bào hải ngoại cũng có chia sẻ là trái xương rồng này ở bên Mỹ là bán luôn á, chứ không phải là ăn nữa. Cái trái này nếu như mà mình biết cách chế biến á anh, mình làm bỏ đá bỏ đường vào mình ăn rất là ngon nha. Rồi bây giờ lột như thế này và em sẽ review cho anh xem thử nó thôi nha, chứ còn ăn hết trái thì ám ảnh một lần bị gai đâm. Rất là nó ngọt lắm mày ơi, gai đâm em luôn anh. Vì cái trái này nó mình cầm nó rất là nguy hiểm. Cái gai này nó không phải như cái gai kia đó, đâm vào này nó ngứa này. Đó, đây này anh xem mấy cái gai mình không cẩn thận á, mấy gai nhỏ nó bám vào trong cái ruột này. Đấy, cái này hiện tại như thế này mình chỉ cần mình ăn vào thôi là nó sẽ châm cái đầu lưỡi mình rất là ngứa, cho nên làm cái trái này rất là cực. Cho nên cái lý do vì đó mà anh thấy ăn rất là ngon nhưng mà nó có đầy ra đây hết, không ai dám hái. Đó là lý do mà nó còn xuất hiện rất là nhiều đây. Nếu như mà nó dễ ăn, ta hãy ăn hết rồi. Cái hương vị nó có giống như là trái thanh long không? Nó tựa cái hương vị của nó như cái vỏ thanh long, cái vỏ của trái thanh long, nhưng mà cái vị ngọt của nó thì nó ngọt hơn cái vỏ thanh long đó. Anh cứ tưởng tượng như vậy. Có bị ngứa không em? Không, nó đang châm, nó ngứa cái tay em. Cũng may là mình ngứa cái tay, chứ nếu ngứa cái lưỡi không biết ai dẫn chương trình ngày hôm nay luôn. Dạ thì bởi vì anh mới thấy là cái trái đó nó còn rất là nhiều trên cây, bởi vì nó rất là khó ăn. Nó ngon thật nhưng mà hái nó phải kỳ công và lột ra nó rất là khó, cho nên là ta ít có hái nó để ăn á, nó nhọc công lắm. Anh thấy cái hòn đảo này á nó rất là vắng vẻ luôn, hầu như là không thấy người dân qua lại luôn á. Buổi tối chắc đâu có ai dám đi vô cái khu vực này đâu, đúng không? Nói tới cái vấn đề này thì nói về vấn đề tâm linh là người nó đây, người ta ban ngày á thì người ta đi câu cá rất là nhiều. Người ta câu cá ở cái khu này cách đây vài trăm mét anh. Nhưng mà cái giờ này là giờ chạng vạng rồi, em nghĩ chắc không ai dám lui tới đây đâu, vì cái nơi này rất là linh thiêng. Thậm chí ban ngày mà còn có một số người người ta sợ, người không dám tới luôn kìa. Chứ đừng nói chi là giờ này chạng vạng, giờ linh nè. Giờ này chỉ có anh em mình vào đây thôi, chứ còn em nghĩ là người dân ở đây thậm chí người ta không dám vào luôn. Ở đây có một vài hòn đá, mình nghĩ là đá cổ ngày xưa, đá già. Cái này là gọi là san hô này anh. Ủa? Phải không? San hô, nhưng mà cái san hô này là một cái gọi là một cái khối san hô già. Anh thường anh thấy san hô là san hô trắng đúng không? Nhưng mà cái san hô này nó màu đen là vì nó già quá, nó lâu năm hơn cái san hô trắng rất là nhiều. Đó, nhìn lên màu đen. Mình nhìn không lầm, tưởng hòn đá. San hô thiệt luôn á hả? Dạ san hô mà. Anh tới gần anh xem thử đi. Đây. Nè. Nhìn tưởng đá không, nhưng mà nhìn lên tới đây mới thấy nè. Đây nè. Những cái chỗ này nó còn hơi non anh. Nó trắng. Đây nó già, nó đen. Sao mình xem trên TV nó khác xa so với cái rặng san hô đang nằm trên đây à? Anh xem TV là những cái thớ san hô ở dưới biển, người ta lặn xuống biển người ta quay rất là đẹp, những cái thớ san hô còn non cho nên nó màu trắng. Khi nó lên trên đây nó chịu đời qua mưa nắng 5 tháng thì nó sẽ đổi màu thành màu đen này, gọi là san hô già. Nó thường thường ta đi tới những cái khu biển người ta gọi là bãi đá đen là vì san hô nó màu đen này. Lúc ban đầu mình nhìn qua mình tưởng đâu là đá già. Dạ. Nó giống như là những cái tảng đá tàn ông ngày xưa rồi đó. Dạ, đúng đây rồi. Nè, nó có lỗ nè. May mắn là được bạn Kha đi chia sẻ đây là rặng san hô già. Nếu không đưa lên trên mạng có mấy ông kia cũng vô cũng comment auto ngu nữa rồi. Dạ. À, phía trước có phải là lăng mộ của đúng rồi anh. Hoàng hậu không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái lăng mộ hoàng hậu, ngày nay người ta còn gọi là đền bà đó, còn gọi là lăng bà đó. Em đi tới đây giờ em nổi da gà anh. Tại vì em nghe người ở đây ta nói ở đây rất là linh thiêng, rất là nhiều người ở gần đây thấy, nhiều khi ta thấy hiện tượng ban đêm á. Người ta có chia sẻ lại với em. Đó thì bản thân em chưa chứng tận mắt em chứng kiến thôi, chứ giờ người dân ở đây á, khi mà em xuống đây em hỏi người ở gần đây nè. Mấy cô chú ở đây lớn á, đa số người lớn ta mới thấy nha. Người ta đi ban đêm á vô tình ta đi ngang đây nè, đi phía dưới kia chứ không phải đi vào đây. Mình thấy á kiểu như là bà về cái hiện tượng bà về ở trên nóc miếu anh, nóc đền á,
ví dụ như là 10 người thì thỉnh thoảng một hai người có duyên người ta thấy. Thì ở đây á rất là nhiều, khoảng đến thời điểm hiện tại rất là nhiều người thấy luôn. Và cái câu chuyện mà bà hiện về á, đến bây giờ vẫn còn nhiều người mà khi nói tới á, người ta sợ. Tuy là bà hiện ra bà chưa có làm cái gì ai đó, thì bà gọi là như là mình đã gọi là bà rồi đó, thì đã là thần thì không có phá ai cả. Nhưng mà khi mà bà hiện ra đó, hiện hình ra thì gọi như là người ta nhìn á, nó sợ. Thành thử ra ban tối là em nói với anh lúc nãy là không ai dám tới đây. Tự nhiên em đi tới đây em cảm giác nó giỡn óc em lên. Mình vừa đi mình vừa kể đi chứ, em đứng một chỗ em kể lát nữa là còn có mình anh đi luôn á. Rồi em cũng ớn óc lên cho nên là phía bên này anh có nhìn thấy hình như là có một vài bia mộ đúng không? Dạ. Những cái bia đá người ta tạc lên để người ta thờ là biểu hiện cho một vị thần á anh. Đây nè. À, nhìn xem dấu vàng bạc người ta cúng nè, người ta cúng rất nhiều luôn, hương nó thấp nè đó. Đá người ta khót lên cái áo kiểu như là con người mình khót áo như vị thần á, khót áo cho thần á. Anh nhìn xem, ui trời ơi, cái gì ghê quá, giật mình. Đây anh xem nè, anh tới gần cái đảng đá, anh xem trên đảng đá khắc những cái dòng chữ, mà những cái dòng chữ này xin lỗi là em đọc không có được. Anh cũng không khá hơn em đâu. Dạ. Thì dòng chữ này của người Chăm Ba. Đó thì đến thời điểm hiện tại này mừng. Nhưng mà cái điều lạ thế này nè, hồi bữa có một người em đi tới đây, em tham quan du lịch đó, em gặp một người Chăm. Em hỏi người ta cái dòng chữ này, cái hôm đó em gặp cái cô đọc không được luôn. Nó kỳ lạ đó chỗ đó. Chữ này là chữ Chăm, nhưng mà cái cô đó người Chăm mà cô đọc không được. Em hỏi sao cô đọc không được, cô nói cái chữ này là cái thời cô hiện tại bây giờ là không có. Vậy là hòn đá này có lâu đời lắm rồi. Dạ. Những người mà khắc những cái chữ lên trên cái hòn đá này á, hiện tại họ không còn nữa. Dạ đúng. Nên vì vậy cái lớp trẻ sau này lớn lên á, sẽ không biết được những cái chữ ở trên đó. Dạ. Ở miền Tây á thì có miếu ông Tà. Dạ. Khi bà con cô bác anh chị đi làm ngoài đồng ngoài ruộng á, thấy những cái hòn đá có những cái màu sắc sặc sỡ, những cái màu sắc đẹp á. Dạ. Thì mang về thì thờ lên, gọi là miếu ông Tà. Yeah. Ông Tà rất là linh thiêng. Yeah. Anh nghĩ hòn đá này cũng giống như là miếu ông Tà vậy đó. Có lẽ như vậy. Nhưng mà cái truyền thuyết của người Chăm Ba đến thời điểm hiện tại thì cũng ít có người biết và lý giải được. Nó cũng còn là một con số bí ẩn. Dạ đúng rồi. Không biết tại sao mà cứ giờ cứ tới giờ này em đứng tới đây chỗ đây là nó giỡn óc lên anh ơi. Nó cảm giác em sao á? Hay là gió biển lạnh quá? Không, gió lạnh em không có cảm giác này. Ở đây cũng có nữa nè. Dạ. Kha. Đấy, anh nhìn thấy không? Giống như là một người ngồi vậy. Tuy là một bức tượng đá khoác áo lên thôi, nhưng mà nhìn ở xa nhìn vào giống như một người. Đó. Anh xem. Giống như người đang ngồi vậy. Mộ này mình gọi là gì vậy em? Ở đây gọi là hòn đỏ anh. Không ngôi mộ này nè, mình gọi là mộ gì? Ngôi mộ này thì em cũng không rõ là gọi là mộ gì. Nhưng mà người ta tới đây người ta chỉ biết là thắp hương lên, người ta cúng, người ta khấn ông bà ở đây. Đó, người ta khấn bà, khấn chư vị thiên liêng ở đây thôi. Chứ còn thật sự mà cái nguồn gốc của ngôi mộ này là của ai thì thậm chí bây giờ người dân ở đây người ta cũng không lý giải được. Mình thấy có áo choàng màu xanh và có khăn trên đầu là màu đỏ. Dạ. Nếu quý cô bác anh chị biết vì về ngôi mộ này thì hãy comment ở phía bên dưới để cho anh em mình mở mang kiến thức. Tại vì hai anh em mình còn khá nhỏ nên cũng chưa am hiểu gì về những cái phong tục rất là kỳ lạ của người Chăm Ba. Dạ. À Kha, lúc nãy anh thấy ở đây đó, như là trong đây còn nữa anh. Trong đây còn một bức bia gì nữa, nhưng mà trong đây thì hơi rợ người hơn xíu. Quỳ nằm ở dưới gốc cây rất là lớn. Đây. Tại lúc nãy anh nhìn vô anh thấy có một vài tấm vải treo ở trên cái cây á. Sao giờ này em tới em dựng da gà ở đây. Ướn quá. Anh nhìn thấy không? Y như chứ. Một người ngồi vậy. Mà nơi đây rất là linh nhân anh nha. Đây, cũng như bên kia luôn, nhưng mà bên đây thì khác hơn cái là có cái đống đá này về sâu giống như một ngôi mộ vậy. Có từ rất lâu rồi nha anh nha.
có từ rất lâu rồi chứ không phải là mới đây. Nhiều người bây giờ người ta còn không biết cái đống này có từ khi nào luôn. Ồ, em thấy có cái con nhà ngoài sau kìa anh. Dán. Dán hả? Chắc ướng quá anh ơi, nhìn đứng gần này ướng quá. Theo quan sát của mình thì mình nghĩ bức tượng này là của người Chăm Ba, tại vì phía bên trên nó có một cái tấm vải màu trắng. Dạ đúng rồi. Mình nghĩ là của người Chăm Ba, nhưng mà mình không biết tượng này có tên là gì. Nhưng mà hôm nay anh em mình đến đây chỉ ghi hình khám phá. Dạ. Và nêu tên cái địa danh để quý cô bác anh chị gần xa có thể đến đây viếng và thắp hương trong những cái ngày lễ đó. Dạ. Chứ tụi con cũng không có ý định tới đây quấy phá ông bà, cô chú, anh chị đất đai nơi đây. Ủa cây này là cây gì, em có thể chia sẻ cho quý anh chị bà con cô bác được biết? Tại vì anh thấy cái tàn của nó. Em thì nói ngay ra thì đi rừng em cũng biết đi. Rất là lạ. Để cây này thì chỉ có những người chuyên đi rừng á, người ta mới biết cây gì thôi. Chứ còn thì mình thật sự thì mình ít có đi rừng cho nên mình không biết cái cây nó tên gì cả nha. Cô chú chịu thông cảm nha. Như là cây gừa hay gì á. Em cũng không có rành nữa. Giống như cây si á. Dạ. Ở đây có rất là nhiều quý cô bác anh chị tới đây thay áo choàng cho bà phía trên kia. Đó, quý cô bác anh chị nhìn thấy nè, áo choàng rất là nhiều luôn. Gốc cây này mọc ra cũng rất là thú vị. Giống như là mọc ra để che tượng của bà vậy đó. Và ở đây có hai cái hòn đá rất là lớn, giống như là hai ngôi mộ. Cứ như là hai ngôi mộ vậy. Không biết có từ khi nào. Đây, mình chia sẻ cho quý cô bác anh chị nhìn thấy. Bên đây là một hòn đá nè, bên đây cũng một hòn. Ở phía bên này thì đâu có ngôi mộ nào giống như bên này ha? Dạ đúng rồi. Anh nhìn kìa. Đền của bà ban đêm điện thắp sáng luôn ha. Thắp sáng điện trong đó luôn. Là buổi tối có người coi miếu ở đây hay sao? Không anh. Cái điện này có lẽ là cái điện tự động. Khi mà màn đêm sụp xuống nó tự nó sáng lên đó, chứ nãy giờ anh em mà nó đây không thấy ai vào. Nếu mà có người vào thắp thì mình chỉ thấy rồi, nãy giờ không có ai đó. Là điện năng lượng mặt trời á. Lúc trước em vào đây, em vào toàn là ban ngày không à. Đó cho nên là em không có tới ban đêm. Không dám tới ban đêm luôn á. Cho nên là bây giờ em mới phát hiện được là bóng điện sáng trong đó vào ban đêm. Có thể là năng lượng mặt trời. Dạ, có thể là như vậy. Ui, xây cái cổng lớn quá ha. Dạ. Ê, có người thường xuyên vào để quét dọn nhanh nha. Ở ban ngày á, người ta thường xuyên vào để quét dọn. Không phải là phân công ra người nào cố định để quét, nhưng mà kiểu như ai có lòng thành tâm á, người dân đây thường xuyên tới đây để quét dọn này. Cúng kính ở đây thì người ta thường tổ chức cúng vào những cái dịp lễ nào đó, ta cầu xin á, người tới đây ta cúng. Ở đây trước đây bên đây có một cái lư hương, bên kia có một cái lư hương, hai bên hai cái lư. Người ta cúng xong ra thắp hương đây nè các nhà. Mộ này là của người Chăm Ba lập lên hay là người Việt lập lên vậy kha? Nói chung là bây giờ mà để mình hỏi người Chăm Ba hay người Việt lập lên thì có lẽ ở đây người lớn tuổi cũng không biết được, tại vì cái ngôi mộ này là theo người dân ở đây ta nói là có đâu từ hàng ngàn năm trước kìa anh. Cái con số chính xác là không biết từ cái năm nào luôn, cho nên là người nào lập đến bây giờ cũng không rõ nguồn gốc luôn. Chỉ biết là cái này tương truyền là mộ của hoàng hậu đó, còn gọi là đền Bà Đỏ thôi. Giữ tới bây giờ cái tên gọi đó, chứ còn là ai lập sáng lập lên cái đền này thì tới bây giờ vẫn không rõ. Lúc nãy em có chia sẻ với quý cô bác anh chị, khi mà đi đến lăng mộ của Bà Đỏ thì em sẽ chia sẻ về sự tích tại sao bà con cô bác lập lên lăng mộ của Bà Đỏ. Bây giờ em có thể bật mí từ từ cho quý cô bác anh chị được biết. Ở cái câu chuyện này thì lúc trước em tới đây và em gặp một bà cụ. Bà cụ lúc đó thì tới đây thắp hương. Em thì em có hỏi bà cụ thì bà cụ có chia sẻ lại là cái sự tích của cái lăng Bà Đỏ này á, là thời trước á, thời xưa á, truyền gọi là truyền thuyết truyền lại á, là bà ngày xưa là hoàng hậu của vua người Chăm Ba đó. Rồi đến một ngày vua đi đánh trận đó, thì bà mới đứng đây. Bà đứng đây, bà là hoàng hậu mà. Bà đứng đây bà nhìn ra biển Đông để bà chờ chồng về. Nhưng mà chờ hồi chờ mãi không thấy chồng về, chờ hoài chờ miết luôn, chờ đến cái nỗi mà từ người da thịt mà biến thành một tượng đá là ở cái vị trí này. Cho nên cái bức tượng của bà lưu truyền về đời sau, và cái sự linh thiêng của bà
giống như là cho người đời sau người ta biết. Thành thử ra là người ta biết nên người ta mới lập nên cái đền thờ này. Đó là những ông bà xưa truyền miệng lại thôi, chứ còn nguồn gốc mà để mà biết được từ cái lúc mà lập cái đền thờ này lên là không biết chính xác từ khi nào. Chỉ biết là cái truyền thuyết đây là mộ của hoàng hậu, còn gọi là đền Bà Đỏ, là cái truyền thuyết lúc nãy giờ là Kha chia sẻ với cô chú anh chị là như vậy. Đó thì em chỉ biết như vậy, là em chia sẻ như vậy thôi. Thế còn cái gì mình không biết mình không dám nói. Còn một lăng mộ nữa nằm gần đây không? Còn một lăng mộ nữa gọi là lăng Bà Đen, còn gọi là miếu Bà Đen, nằm ở bên kia. Ở đây anh nhìn qua bên kia anh thấy cái hòn đảo. Là cái hòn đảo này em cũng có ra một lần rồi. Buổi sáng thủy triều nó xuống là mình lội ra nước tới đây. Đó. Là em đang nói về việc đi bộ. Mình đi bộ sáng ra tới đây khoảng tầm 7 đến 8 giờ. Lội qua đó mình nếu mà tham quan khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Đến khoảng tầm 11 giờ trưa mình lội ra lại. Mình lội vào lại thì nước tới đây. Nếu như mà mình để trễ khoảng tầm 1-2 giờ chiều thì nước sẽ lên tới đây. Và cái quá trình mình lội nó sẽ đánh mình đi rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu mà ra đó một là đi bằng ghe máy, xuồng máy ra. Còn thứ hai lội là phải lội canh vào buổi sáng vào và vô trong vòng 2 tiếng hồ, nhưng mà phải tùy theo mùa nha. Có mùa nước lên canh chiều, có mùa nước lên sáng. Đó, cái đó thì phải tùy thuộc thủy triều để mình đi thôi. Ở ngoài đó là gọi là lăng Bà Đen. Bà Đen thì cũng là vị kiểu như hoàng hậu. Ngày xưa mình phải gọi là hoàng hậu, hoàng phi hay thái phi gì đó. Nói chung bà cũng là vợ của vua. Thì đây là Bà Đỏ, là hoàng hậu. Ở kia là Bà Đen, cũng là hoàng hậu, là vợ của vua. Hai bà đứng hai bên. Đây, bà này đứng bay dòm qua, bà kia đứng bên kia dòm lại. Hai bà dòm đến nỗi mà hai bà đều hóa đá cả. Lúc nãy là em chỉ nói cái câu chuyện là bà đỏ để hóa đá, nhưng mà thật sự còn một bà nữa là bà đen bên kia. Đó, bà cũng đều hóa đá luôn, hai bà đều hóa đá cả. Bên kia người ta cũng lập một cái miếu thờ gọi là miếu Bà Đen. Bà cũng rất là linh thiêng. Lúc nãy trên đường đi vô thì mình có gặp một người bác ở ngoài đầu đường. Bác có chia sẻ là khi đi đến mộ bà đỏ thì không được nhắc bà đen, và khi đi đến mộ bà đen thì không được nhắc bà đỏ. Không biết hai bà có mối quan hệ như thế nào? Cái truyền thuyết mà gọi là hai bà có mối quan hệ như thế nào thì cái đó thì đến bây giờ là người ta cũng không rõ. Nhưng mà nói tới vấn đề này thì em cũng nổi da gà. Vì em đã chứng kiến một lần. Bà đen, gọi là bà đen là vợ nhỏ, bà đỏ ở đây là vợ lớn. Như hoàng hậu thái phi với anh thì thời xưa vua chú người ta gì đó, gọi là năm thê bảy thiếp mà. Hôm trước em có ra miếu Bà Đen em khám phá, thì lúc đó em có thắp tổng cộng là 9 nén hương. Nhưng mà em đứng đó em liên tục nhắc tên là bà đỏ. Em liên tục nhắc tên bà đỏ, em thắp lên 9 nén cháy, chỉ có 1 nén thôi, còn 8 nén hương tắt hết. Khi mà em thấy 8 nén hương tắt hết thì em ớn lạnh quá, em mới lật đật em quay đầu đi về. Đó là cái câu chuyện đó mà gì em kể ra mình cũng giận như gà mà. Bên Long Mộ Bà Đỏ thì có huyệt đạo ngày xưa kháng chiến, còn bên Long Mộ Bà Đen thì có gì bên đó không Kha? Bên Long Mộ Bà Đen á thì có một cái hang động rất là sâu trong cái đảo to to đó, gọi là người ta còn gọi là động âm phủ, mà xưa giờ không có ai dám xuống động đó anh. Cái động nó âm sâu xuống lòng đất á, và tới cái mực nước mạch á nó dâng lên rất là sâu nha, gọi người ta gọi là động không đáy luôn, vì nó không có đáy và không có ai dám xuống đó, cho nên người ta gọi là động âm phủ. Lúc đó là em qua em khám phá, em tham quan cái miếu Bà Đen. Em định là thắp hương xong, em khấn bà xong rồi em xuống cái hang động em khám phá. Nhưng mà khi em thắp hương 9 cây, tắt hết 8 cây, còn lại một cây em sợ quá, em đi quay đầu về luôn, em không dám xuống hang động đó vì em sợ bất trắc xảy ra. Chuyện đó như vậy. Có một vài thông tin rất là thú vị. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều YouTube làm khám phá tâm linh. Nhưng mình dám chắc một điều là không ai dám đến đây khám phá vào ban đêm, và không ai dám ngủ lại đây. Mình khẳng định với quý cô bác anh chị luôn, chưa một ai dám đến đây khám phá vào ban đêm và ngủ lại đây. Quý cô bác anh chị có thể nhắn nhủ những bạn làm YouTube mà quý cô bác anh chị yêu thương và quý mến đó, có thể đến đây trải nghiệm vào ban đêm. Còn riêng cá nhân mình thì mình chắc chắn là không dám ngủ lại đây qua đêm, bởi vì trên đường đi vô có rất là nhiều người dặn dò mình là cố gắng quay clip sớm xong rồi về. Tuy nhiên hai anh em mình giờ này vẫn chưa quay xong thì mình cố gắng đi vào trong. Mình tranh thủ đi anh. Mình quay một vòng nữa cho quý cô bác anh chị được xem. Phía bên trên lăng mộ thì có những cái nét chữ, nhưng mà những cái nét chữ này mình bó tay rồi quý cô bác anh chị. Mình chữ này đọc không được, ít ai đọc được cái mấy chữ này. Phần cao nhất thì có một cái hình, mình không biết
hình trên mình gọi là gì. Quý cô bác anh chị biết thì hãy comment phía bên dưới cho mình cùng với bạn Kha đây được mở mang kiến thức. Bên đây thì mình vẫn nhìn thấy có một tượng đá và cũng được khoác lên trên mình những chiếc áo bào giống như là ở ngoài bụi cây lúc nãy mình xem đúng không? Rồi. Và sau khi mình đi vô đây mình nhìn vô cái chánh diện á, chánh diện của lăng mộ thì mình mới biết là tượng của hoàng hậu nó khác so với những cái tượng ngoài kia. Dạ, tại vì ở trên có vương miện, những cái tượng ngoài kia thì sâu chuỗi người ta đeo kìa. Đúng rồi, tượng ngoài kia thì không có vương miện và cái áo choàng cũng có màu vàng đó, là về phần quý tộc á. Còn những cái tượng ngoài kia giống như là người hầu cho hoàng hậu vậy đó, mình nghĩ là vậy á. Cho em lạnh người, lấy em thắp cho bà miếng hương anh. Có lẽ mình thắp cho bà đem miếng hương. Mình có đọc một vài thông tin ở trên Google thì không có chia sẻ là ngôi mộ này có từ năm nào và ai là người đã lập lên cái lăng mộ này. Câu chuyện nó trải qua rất là nhiều năm rồi. Dạ đúng rồi. Rất ít ai biết được, mà phải gọi như là không ai biết được cái lịch sử cái đền này được xây dựng từ năm nào luôn. Nó gọi là lâu lắm rồi. Lúc nãy bạn Kha có chia sẻ là bà hóa đá là còn thiếu một vài chi tiết nữa nha quý cô bác anh chị. Hình như là bà ôm con hóa đá đúng không Kha? Dạ đúng rồi, lúc nãy thì em chia sẻ còn thiếu cái vấn đề đó. Là lúc bà ôm đứng chờ chồng thì bà có ôm một người con. Ôm còn nhỏ ôm lên tay nè. Chờ đến nỗi mà đứa bé khóc đến nỗi khi mà đứa bé mất đi trước thì bà mới hóa đá sau đó, gọi là ôm con chờ chồng không thành nguyện vọng mà đành phải hóa đá và ở lại nơi này đến ngày hôm nay gọi là đền bà đỏ. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy chính diện thì tượng bà được lau dọn rất là sạch sẽ, phía bên dưới thì có lót những cái tấm vải, vải này là của người Chăm Pa luôn đúng không Kha? Dạ đúng rồi. Còn chưa một nén là mình sẽ xuống dưới kia mình thắp mọi người. Tại vì thắp phải thắp cho đủ nè. Anh hãy đợi em nha, em xuống đây thắp hương. Sao đi ra ngoài thắp thấy lạnh không? Ớn quá anh ơi. Em không biết phải nói cái cảm giác của mình như thế nào nữa, nhưng mà nói chung là không thể nào tả được. Không biết do mình đứng cái vị trí này nó cao quá và nó gần biển hay sao á, mình có một cái cảm giác rất là lạnh. Một phần cũng là do gió biển thổi vào và một phần là do cái sự cổ kính của lăng mộ bà đỏ đây. Tại vì mình được biết là trước đây có một bạn đã từng đến đây khám phá vào ban đêm, bạn đó cố gắng thể hiện mình và bạn đó đã bị kéo chân. Ở đây phải gọi phần thiên, bây giờ phần thiên ở đây rất là lớn, cho nên là nếu mình có tới đây bất cứ ban ngày hay ban đêm mình phải đều thành tâm, nếu không là mình sẽ bị vỡ phạt. Vì đền bà bây giờ mà rất linh thiêng, rất nhiều người biết đến rồi, đa số là người dân địa phương ở đây người ta biết rất rõ về bà. Nếu như lăng mộ không linh thiêng thì sẽ không có được sạch sẽ như thế này đâu. Quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy khuôn viên lăng mộ nè, rất là sạch sẽ luôn, được dọn dẹp rất là chỉnh chu. Ở đây mình có nhìn thấy có một vài chiếc chiếu, son, nồi, chén, bát, ly. Mình nghĩ là những cái vật dụng này dành vào trong cái thời điểm mà cúng lăng mộ bà đó. Không biết sao em thấy lạnh quá nè. Không biết sao nữa. Ớn quá. Xong chưa anh?
xong mình tranh thủ rút lui chứ thật sự em lấy hết can đảm để em mới dẫn anh tới giờ này á. Dự định của hai anh em là quay sớm về sớm. Em tưởng đâu rồi khúc mặt trời mình về rồi, đâu biết tới giờ này đâu. Nhưng mà mình gặp một vài trục trặc vấn đề trên đường đi á, thì hai anh em mình đến đây rất muộn. Và bạn Kha đây thì rất là sợ cái nơi này. Cũng có nhiều người dân địa phương đây người ta cũng từng thấy rồi. Lý do vì đó cho nên mình cũng ớn. Chứ thật sự nếu mà chưa nghe thì mình chỉ không biết. Mà đã nghe rồi, mình phải có cái cảm giác khác. Tối hết luôn anh. Cũng trễ rồi, thôi mình xin kết thúc clip tại đây. Mến chúc quý cô bác anh chị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình Vlog có thật nhiều sức khỏe. Quý cô bác anh chị yêu thương kênh thì ấn like cũng như đăng ký và chia sẻ nhiều nội dung lên trên Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị. Mến chào mọi người. Chờ anh đốt nhang xong cái về chứ. Ừ. Anh phải đốt nhang chứ. Anh đốt đi. Ok. Bố quá.